Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Chư ở cùng anh chị em. Chúng ta xin Chúa giúp cho mỗi người chúng ta luôn tin tưởng vào Chúa, luôn cảm nhận được Chúa luôn đồng hành chúng ta. Và chúng ta cũng cảm nhận được tất cả những điều kỳ diệu mà Thiên Chúa vẫn làm trong cuộc đời của mình. Cùng hiệp dâng trong thánh lễ hôm nay, chúng ta hiệp ý cầu nguyện theo ý người xin. Cầu cho các linh hồn Du Xe Phạm Trung, Du Xe Trần Văn Choi, Phaolô Nguyễn Thế Toàn, Catarina Nguyễn Thị Mến, Maria Lê Thị Đức, Maria Phạm Thị Đông, Maria Trần Thanh Ngà lễ dỗ 2 năm. Bà Thiệu xin ơn bình an cho Maria Nguyễn Sao Mai, Nguyễn Lộc xin tạ ơn Đức Mẹ, Thánh cả Du Xe và cha Trương Bửu Diệp. Phương Túc xin tạ ơn, Trần Kim Long xin ơn bình an. Cùng với lời cầu nguyện của mỗi người chúng ta, giờ đây chúng ta xin Chúa thứ tha tất cả những thiếu sót, lỗi lầm. Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh các thiên thần, các thánh và anh chị em, khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tôi và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Amen. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin tỏ lòng nhân hậu với các tín hữu Chúa và rộng tay ban phát mọi ơn lành, để chúng con thêm lòng tin cậy mến và chuyên cần tuân giữ những điều Chúa truyền dạy. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiên tri cùng Chúa trong sự hợp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Bài trích sách ngôn sứ Mica. Các ngươi hãy nghe điều Đức Chúa phán: đứng lên, hãy mở một vụ kiện trước các núi, các đồi phải nghe tiếng của ngươi. Hãy nghe vụ kiện của Đức Chúa hỡi các núi, hỡi nền tảng vững bền của cõi đất. Nghe đây, vì Đức Chúa đang kiện cáo dân người, người tranh luận với Israel. Dân ta hỡi, ta đã làm gì ngươi? Ta đã làm chi khiến ngươi phiền lòng? Hãy trả lời cho ta, phải chăng vì ta đã đưa ngươi lên từ đất Ai Cập, đã giải thoát ngươi khỏi cảnh tôi đòi, đã sai Môi-se, A-ha-rôn và Miriam đến hướng dẫn ngươi? Dân tự hỏi mình rằng, tôi sẽ mang gì vào chầu Đức Chúa và cúi mình trước Thiên Chúa tối cao? Phải chăng tôi sẽ mang những lễ toàn thiêu, những con bê một tuổi vào chầu Đức Chúa? Phải chăng Đức Chúa ưa thích từng ngàn dê đực và hàng vạn suối dầu? Phải chăng tôi sẽ dâng con trai đầu lòng để chuộc lỗi cho tôi, dâng con ruột để đền tội cho chính mình? Ngôn sứ đáp: hỡi người, bạn đã được nói cho hay điều nào là tốt?
Điều nào Đức Chúa đòi hỏi bạn, đó chính là thực thi công bình, yêu quý nhân nghĩa và khiêm nhường bước đi với Thiên Chúa của bạn. Đó là lời Chúa. Ai sống đời hoàn hảo, ta cho hưởng ơn cứu độ Chúa Trời. Ai sống đời hoàn hảo, ta cho hưởng ơn cứu độ Chúa Trời. Hãy chiêu tạm cho ta những người trung hiếu, những người đã gieo ước với ta bằng hy lệ. Cao tận trời tuyên bố Chúa công minh, vì chính người sẽ đứng ra xét xử. Ai sống đời hoàn hảo, ta cho hưởng ơn cứu độ Chúa Trời. Ta chẳng tranh cư ngươi về hy lễ, lễ toàn thiêu của ngươi hằng nghi ngô trước mà ta đêm ngày. Bò của ngươi ta nào có thiết, chiên của ngươi chẳng lẽ ta ham. Ai sống đời hoàn hảo, ta cho hưởng ơn cứu độ Chúa Trời. Thanh trí của ta sao ngươi thường nhắc nhở, mở miệng ra là chữ thanh ưa trên môi, nhưng chính ngươi lại ghét điều sửa dây. Lời ta truyền đem vẫn bỏ sau lưng. Ai sống đời hoàn hảo, ta cho hưởng ơn cứu độ Chúa Trời. Ngươi làm thế chẳng lẽ ta thinh lặng, ngươi tưởng rằng ta cũng giống ngươi sao? Này đây ta khiển trách những tội kia, ta vạch rõ ngươi xem. Kẻ dâng lời ta ơn làm hy lễ sẽ làm hiền danh ta. Ai sống đời hoàn hảo, ta cho hưởng ơn cứu độ Chúa Trời. Hoàng hảo, ta cho hưởng ơn cứu độ Chúa Trời. Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Bấy giờ có mấy kinh sư và mấy người Pha-ri-sêu nói với Đức Giêsu rằng: Thưa thầy, chúng tôi muốn thầy làm một dấu lạ. Người đáp: Thế hệ gian ác và ngoại tình này đòi dấu lạ, nhưng chúng sẽ không được một dấu lạ nào ngoài dấu lạ ngôn sứ Giô-na. Quả thật, ông Giô-na đã ở trong bụng kình ngư 3 ngày 3 đêm thế nào, thì con người cũng sẽ ở trong lòng đất 3 ngày 3 đêm như vậy. Trong cuộc phán xét, dân thành Ninive sẽ trỗi dậy cùng với thế hệ này và sẽ kết án họ. Vì xưa dân ấy đã sám hối khi nghe ông Giô-na rao giảng, mà đây thì còn hơn ông Giô-na nữa. Trong cuộc phán xét, nữ hoàng phương Nam sẽ đứng lên cùng với thế hệ này và bà sẽ kết án họ. Vì xưa bà đã từ tận cùng trái đất đến nghe lời khôn ngoan của vua Sa-lô-môn, mà đây thì còn hơn vua Sa-lô-môn nữa. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý ông bà anh chị em,
con người chúng ta thì thường mình tìm kiếm những cái gì đó nó lạ thường. Nơi đâu nghe tin Đức Mẹ hiện ra, nơi đâu có Chúa hiện ra, hay là có Chúa khóc, Đức Mẹ khóc vân vân, thì người ta ùn ùn kéo đến. Không phải đến để tin, mà đến để hiếu kỳ, để xem cho cái gì đó nó lạ lùng. Và có lẽ người Do Thái ngày xưa cũng vậy. Khi Đức Giêsu đi rao giảng tin mừng, Ngài làm những dấu lạ, thì qua đó họ không tin. Thậm chí là họ còn cho rằng Đức Giêsu đã dùng quyền của tướng quỷ để trừ quỷ, vân vân. Nhưng mà họ lại khi cần thiết, hay là khi mà muốn thử thách Đức Giêsu, thì họ lại đòi những cái dấu lạ. Tuy nhiên là Thiên Chúa lại không dùng những cách, những cái dấu lạ đó để biểu hiện cái quyền năng của Ngài, mà Ngài dùng những cái cách rất bình thường để thể hiện quyền năng. Và nếu như Ngài có làm những cái dấu lạ nào đó, thì để cho thấy rằng Thiên Chúa Ngài có uy quyền, và Ngài làm tất cả những cái điều đó để phục vụ con người, hay là phục vụ cho Thiên Chúa, chứ không phải để thỏa mãn những cái đòi hỏi của con người. Hơn nữa, Thiên Chúa muốn là con người khám phá ra những gì mà Thiên Chúa đã làm cho mình. Có lẽ ở trong mỗi gia đình chúng ta, cha mẹ đều là cái người mà thường là yêu thương con cái. Mình cũng không, cha mẹ cũng không phải làm những cái điều gì kỳ diệu, hay là điều gì mà nó phải là những cái phép lạ, mà những cái gì mà cha mẹ vẫn làm mỗi ngày: yêu thương, chăm sóc, kiên nhẫn, hy sinh cho con, vân vân. Tất cả những cái đó, nó nếu mà người con cảm nhận được thì sẽ thấy đó là cái tình yêu thương. Thiên Chúa cũng vậy. Ở trong đời sống của chúng ta, có lẽ mỗi ngày khi mình thức dậy, mình tỉnh, mình đang được sống, và mình có một ngày nữa để tạ ơn Chúa. Trong mỗi thánh lễ chúng ta tham dự, chúng ta thấy là qua cái lời truyền phép cũng như bàn tay của linh mục, thì bánh và rượu trở nên mình và máu Chúa. Mà đôi khi chúng ta cũng tham dự nó bình thường quá, mình nó không thấy nó là một cái dấu lạ. Thiên Chúa vẫn làm những cái dấu lạ trong cuộc đời của chúng ta, nhưng mà chúng ta lại tính hiếu kỳ, mình đòi hơn thế nữa. Thực ra thì cái đòi hỏi đó nó không phải là để phục vụ cho niềm tin, mà nó chỉ thỏa mãn cái hiếu kỳ. Tuy nhiên là Thiên Chúa qua cái lời dạy của Đức Giêsu ở trong bài tin mừng, Ngài cho thấy đó là dân thành Ninive, họ chỉ nghe lời ông Jonah nói rằng các ông phải hoán cải, còn nếu không các ông sẽ bị trừng phạt. Họ không đòi là Jonah, ông phải cho chúng tôi thấy đâu là dấu, như thế nào để cho chúng tôi tin, hay là cái lời ông nói có đáng không. Nhưng mà họ qua cái lời của ngôn sứ, họ nhìn lại cuộc đời của họ, họ thấy hình như là cái con đường họ đang đi nó không ổn, nó không đúng, đang bị sai, cho nên chính họ đã hoán cải và điều chỉnh. Rồi bà nữ hoàng phương Nam nghe Salomon có những cái lời nói và cách cư xử rất khôn ngoan, cho nên bà đến để nghe, để chứng kiến. Lời của Đức Giêsu đó là lời từ Thiên Chúa, lời mang lại sự sống, và mời gọi chúng ta đến để nghe. Và chúng ta thấy có rất nhiều vị thánh không phải đến với Chúa vì hay là được hoán cải bởi vì những phép lạ, mà bởi vì họ, các vị thánh đó đã cảm nhận được đó là Thiên Chúa yêu thương, và con người chỉ có thể đón nhận được tất cả những điều kỳ diệu mà Thiên Chúa mặc khải cho mình
khi mà chúng ta khiêm tốn, khi chúng ta nhận ra những cái giới hạn của mình và chúng ta thấy rằng chúng ta cần Chúa và phụ thuộc vào Thiên Chúa, thì lúc đó chúng ta sẽ nhận ra. Xin cho mỗi người chúng ta biết lắng nghe lời Chúa, biết cảm nhận được tất cả những điều tốt đẹp mà Thiên Chúa vẫn thực hiện trong vũ trụ và trong cuộc sống của mỗi người chúng ta. Amen. Lạy Chúa, là Chúa cả trời đất, Chúa cùng Chúa rất rộng, ban cho chúng con bánh này là hoa màu ruộng đất và công lao của con người. Chúng con dâng lên Chúa để trở nên bánh trường sinh nuôi dưỡng chúng con. Lạy Chúa, là Chúa cả trời đất, Chúa cùng Chúa rất rộng, ban cho chúng con rượu này là sản phẩm từ cây nho và công lao của con người. Chúng con dâng lên Chúa để trở nên cuồng thiêng liêng cho chúng con. Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi và của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ tôi với anh em, để ta cùng cầu nguyện Thiên Chúa và đưa cho chúng ta cùng hòa thế hội thánh người. Lạy Chúa, là Cha nhân từ, Chúa đã dùng hiến tế duy nhất của Đức Kitô trên thập giá làm cho các ki lễ theo luật Môsê được đầy đủ ý nghĩa. Xin thanh hoa lễ vật chúng con dâng với cả tâm lòng thành, cũng như xưa Chúa đã vui lòng thanh hoa lễ vật của A-ben. Nhờ đó hiến lễ mỗi người chúng con dâng lên để tôn vinh danh thánh sẽ giúp mọi người đạt tới ơn cứu độ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa cùng anh chị em, hãy nâng tâm hồn lên, hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa, là Cha Chi Thanh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc thật là chính đáng, vài đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Nhờ con yêu dấu của Chúa, Chúa đã tác thành nhân loại thế nào, thì Chúa cũng lấy lòng rất nhân từ mà tái tạo như vậy. Bởi đó mọi loài thu tao phải phung thờ Chúa, mọi người đã được cứu chuộc ở khắp nơi đều cung kinh ca ngợi, và các thánh đồng tâm chúc tụng. Vì thế cùng với toàn thể các thiên thần, chúng con ca ngợi Chúa và luôn ân hoan tuyên xưng rằng: chúc tụng đấng ngự đến nhân danh Chúa. Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiên. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hóa những của lễ này, để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình,
Người cầm lấy bánh tạ ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nổ vì các con. Cùng một thế thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cùng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vinh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết này xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình vào máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến nỗi thanh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giáo Mục Mi-ca-e, chúng con cùng toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho ấy thay được vào hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Cả Giuse bàn trăm năm, Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta giam nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha đến dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin rây thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa trong lòng thương cứu giúp chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho hội thánh được bình an và hiệp nhất theo thánh ý Chúa ẩn sống và hiên trì muôn đời.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em mới chúc bình an cho nhau. Lạy Chiên Thiên Chúa, để đấng xóa tội trần gian, phúc trai được mời đến dự tiệc Chiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin phù trợ chúng con là đoàn dân Chúa. Chúa đã lấy bánh bởi trời và nuôi dưỡng chúng con. Xin cứu giúp chúng con từ bỏ nếp sống cũ và hân hoan bước vào đời sống mới. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.